tức là mình kéo, mình mua được rất là nhiều khách hàng đến với mình. Cảm ơn với tất cả các cái khách hàng đại lý đã đến chúng tôi cùng với công ty cổ phần tập đoàn Đăng Ke, cũng như là công ty Forever. Thứ nhất là ra mắt cái sản phẩm Baby Step, thứ hai là việc chiên tới tất cả quý vị khách hàng. Thì thay mặt công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể khách hàng, toàn thể quý vị. Công việc kinh doanh phát đạt, doanh số của năm 2023 sẽ gấp đôi, gấp 5, gấp 3, gấp 5, gấp 10 của năm 2022. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc buổi tiệc ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Chúc mừng công việc.